đột phá ra bóng. Một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Andrea Pirlo đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Và thủ tuyệt vời của thủ môn đã từ chối bàn thắng đó. Đó là cú sút. Một pha lập công hoàn hảo, điểm mạnh trong chất lượng. Một pha tạt bóng tầm thấp cho đồng đội. Một tình huống dứt điểm. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Cristiano Ronaldo. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Một tình huống phản công nhanh. Một tình huống dứt điểm. Các cầu thủ đã thi đấu thăng hoa và họ lại có thêm bàn thắng trong trận đấu này. Cơ hội đã trôi qua. Federico Chiesa đã đổ xuống, phát đi bàn đẳng cấp. Đó là tình huống phản công. Một tình huống bàn đã tới. Mọi người đã có cú hát trên trong trận đấu hôm nay. Đến rất gần, anh ấy tung ra cú sút. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Thierry Henry. Đó là pha đánh đầu sút mạnh và bàn thắng cho anh ấy. Bây giờ họ tổ chức tình huống phản công. Đó chính xác là một cú sút. Các cầu thủ đang chuẩn bị thực hiện tình huống phản công. Họ vẫn đang kéo giãn đường phương bằng những chuyền như vậy.